ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay làm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chia chia cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời.
ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió nắng mưa, ta có sợ gì đâu, phải không anh? Mãi mãi, yes, chúng ta bạc hai mái đầu,
trong tay nhau, môi ấm ta cùng trao, chuông ngân vang vang.
tim đôi ta khát khao tình yêu. Em như sao băng bay trong đêm nay, là một vì sao chiếu sáng quê. Chào đón toàn thể quý vị khách quý đã về tham dự với buổi tiệc liên hoan. Và để chúc mừng cho ngày hôn lễ trọng đại của Tô Màn Trẻ, Minh Anh và Hoàng Lan của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên, chào phép Đức Dũng, những người thực hiện chương trình đến từ đơn vị tổ chức sự kiện Tâm Na, xin được phép thay lời cho chú rể cô dâu, thay lời cho gia đình cũng như ekip thực hiện chương trình đăng quang hạnh phúc, xin được đến toàn thể quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn và lời chào thân thương nhất. Thưa quý vị và các bạn thân mến, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà quý giá một cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Và tình yêu thì làm cho con người chúng ta xích lại gần nhau hơn, đôi tâm hồn có chung sự đồng cảm và hai trái tim có cùng một nhịp đập. Và hôm nay, một ngày đẹp trời, ngày 5 tháng 3 năm 2020, tức ngày 12 tháng 2 năm Canh Tý, trong tình người vẫn vương, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, được sự vun vén hợp tác của hai bên gia đình. Về phía gia đình Hoàng Nhà Trai, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Huyền, làm mẹ của chú rể Minh Anh, có địa chỉ tại thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân. Rất là vinh dự khi được kết tình thông gia với gia đình họ nhà gái. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Văn Quý và bà Nguyễn Thị Hương, là song thân phụ mẫu của cô dâu Hoàng Lan, có địa chỉ trú tại thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa quý vị, như vậy là thời khắc tổng đài đã đến, thời khắc chú rể cô dâu, hai bên gia đình cũng như quý vị khách quý mong mỏi và chờ bấy lâu nay, khoảnh khắc họ được đứng giữa sân khấu này để rồi ra mắt với toàn thể quý vị. Và giống như ai đó đã từng nói rằng, con thương thì thầy mẹ cũng thương. Bằng tình yêu chân thành của Tô Màn Trẻ đã chinh phục được tình cảm của hai bên gia đình. Và để rồi ngày hôm nay, niềm vui của họ nhà trai cũng chính là niềm vui của họ nhà gái. Hai bên gia đình đã hòa chung một. Chính vì lẽ trong khoảnh khắc này đây, chúng ta hãy đổ lên một tràng pháo tay thật lớn để buổi lễ thành hôn mừng ra đời phúc của Minh Anh và Hoàng Lan. Xin phép được bắt đầu. Cảm ơn sự yêu mến của toàn thể quý vị quan khách rất là nhiều. Kính thưa quý vị khách quý, quan viên ai họ, thưa các bạn trẻ năm thanh nữ tú gần xa thân mến, từ ngàn đời nay ca dao Việt Nam có câu nói rằng, mẹ nuôi con bằng dòng xương ngọt, cha nuôi con bằng giọt mặn mồ hôi. Sự hy sinh thầm lặng của những đấng sinh thành và để rồi ngày hôm nay chú rể cô dâu của chúng ta có được nên duyên khởi sắc, chú rể cô dâu của chúng ta mãi hạnh phúc bên nhau. Và sở phút thiêng liêng hôm nay đây, xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng bước lên sân khấu, có đôi lời phát biểu, cùng bày tỏ tấm lòng biết ơn, cùng chia sẻ những cảm nghĩ gửi đến toàn thể quý vị quan khách trong ngày hạnh phúc của đôi lứa. Xin trân trọng kính mời hai vị đại diện của hai bên gia đình. Kính thưa ban tổ chức buổi lễ, kính thưa hai gia đình, hai hộ, cùng toàn thể bạn bè, gần xa của hai cháu đã được chút thời gian về dự lễ của hai cháu hôm nay. Được sự nhất trí của ban tổ chức cho phép tôi thay mặt cho hai gia đình hai hộ, lời đầu tiên xin cảm ơn quý vị đại biểu, hai hộ, hai gia đình cùng toàn thể
các bạn nam nữ thanh niên của hai cháu gần xa đã vượt chút thời gian về để dự buổi lễ và toàn thể hướng đường một lời chúc bước sang năm mới đạt nhiều thành tựu to lớn. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu của thầy về đến từ đại diện hai bên gia đình chúng tôi đã cùng nói lên những tâm sự, lời biết ơn dành cho quý vị khách quý, cho những người phục vụ, cho ekip thực hiện chương trình để tạo nên một bữa tiệc thật sung sướng dành tặng cho chú rể cô dâu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị quan khách chúng ta cùng hướng đôi mắt xinh đẹp của mình về phía sân khấu hiện trường để chúng ta cùng chứng kiến những nghi thức vô cùng trang trọng và lãng mạn của đôi bạn trẻ. Nghi thức đầu tiên, nghi thức trao nhẫn cưới cho nhau. Xin được trân trọng kính mời chú rể cô dâu của chúng ta hãy trao cho nhau đôi vòng nhẫn cưới, kỷ vật thiêng liêng của cuộc đời mình. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say. Tiếp theo chương trình đó chính là chương trình 18 cộng thưa quý vị. Và ngay giây phút tại đây thì cho phép Đức Dũng hỏi nhỏ chú rể cô dâu rằng hai bạn có thể thực hiện một nghi thức rất là quan trọng, đó chính là trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình, bạn bè và người thân. Chú rể cô dâu của chúng ta có đồng ý và nhất trí không ạ? Có. Rất tuyệt vời. Quý vị có đồng ý cho đôi bạn trẻ của chúng ta hôn nhau ngay trên sân ga tình yêu đó không ạ? Một tràng vỗ tay thật lớn quý vị. Vâng, rất tuyệt vời. Và giờ đây xin mời chú rể cô dâu của chúng ta hãy quay hướng mắt vào nhau. Tay của chú rể thì đặt ở đâu ạ? Đặt lên vị trí mềm nhất của cô dâu. Và tay của cô dâu thì đặt lên vị trí cứng nhất của chú rể. Đó chính là bờ vai vững chắc mà sau này đôi bạn trẻ của chúng ta họ sẽ nương tựa vào nhau. Vâng, cô dâu Hoàng Lan thân mến, không biết ở thì không biết là hôn ở đâu chứ à? Kỳ tân chúng tôi là phải hôn ở môi nhá, hôn ở má người ta bảo là thơm đấy. Quý vị ơi, chúng ta hãy đổ lên một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng nụ hôn đánh dấu một ngày đẹp nhất của đời đường. 3, 2, 1, bắt đầu. Rất tuyệt vời, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, tình cảm vô cùng ấm áp và tuyệt vời được thể hiện qua ánh mắt, qua nụ cười, qua vòng yêu thương của chú rể cô dâu trước sự thương yến và chúc phúc của gia đình, bạn bè và người thân. Một lần nữa xin được gửi đến toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Kính thưa quý vị, như vậy là những nghi thức quan trọng trong ngày lễ ra mắt của đôi bạn trẻ đã được diễn ra trước sự chứng kiến của tất cả quý vị quan khách trong tình yêu thương của toàn thể hôn trường. Và ngay giây phút này đây, xin được kính mời đôi bạn hãy cùng nhau bước xuống đường bàn thiệp để chào mừng những vị khách thân thương của mình. Thay lời cho ekip thực hiện chương trình, chúc mối tình thông gia mãi mãi được bền chặt. Chúc chú rể cô dâu hôm nay sum họp chúc bài tình trong một cách mưa dài trong năm.
cũng hòa lên. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu.
trở về với chương trình live show của Đảng Âm Nhạc dành đến cho đôi bạn trẻ Minh Anh và Hoàng Lan. Ngay sau đây xin được lắng nghe qua giọng ca của bạn trai Văn Đức, một người bạn thân của chú rể Minh Anh, sẽ người tiếp quản sân ga Hạnh Phúc. Để chúng tôi về hai bạn sáng hôm nay thì anh Đức xin gửi tới toàn thể hồn trường một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Hưng, ca khúc Đúng Người Đúng Thời Điểm. Mình giữ nhau thật chặt, nghe ngay.
giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm.